Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tô một bức tranh mà mình đã phác thảo bằng màu checklist 640 màu. Đây là bộ màu của mình. Đầu tiên mình sẽ tô ra bằng màu số 6 và màu số 28. Sau đó thì mình sẽ tô mắt bằng màu ngọc bích như thế này. Vào đi Nick ơi. Vô đây. Tiếp theo thì mình sẽ tô đến màu tóc. Mình sẽ cho bạn làm một mái tóc màu nâu. Bật nhạc lên con. Nick ơi, không nghịch đâu. Nick, mẹ gọi bố về lấy roi đấy. Điện thoại đây, mẹ bật tài cầu cho. Không, mẹ con mang lên rồi hay sao chứ? Không biết. Chọn cái bây giờ thì mình sẽ tô cái nơ kẹp đây. Mẹ có đem một cái này ấy. Bây giờ thì mình sẽ tô bộ váy với các màu tím và chuyển sang hồng.
Nick ơi, con nghịch máy tính vậy. Nick ơi, con định làm DJ à? Bật lên. Bây giờ mình sẽ tô các phần hoa hồng trang trí bên dưới bằng các màu đỏ. Và màu hồng. Một cái này ấy. Ừ. Cho con tô một loạt các cái lòng giống nhau thì tô hết một lượt. Định cho các lòng giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Thì đỡ mất công mà. Mỗi bông một màu à? Hả? Không, con sẽ tô chung với màu đỏ và kim. Thế con hiểu mẹ nói gì không? Con định tô phần lõi màu gì thì tất cả các cái lõi con tô luôn một thể, có phải là nhanh không? Đúng không? Ừ. Khi là mỗi bông một màu, lúc mẹ hỏi con mỗi bông một màu à, con lại bảo là có. Nick. Nick nghịch vậy mẹ gọi bố về nha.
Đưa thỏi son cho mẹ đi. Đưa cái nắp đây. Từ chỗ này mình sẽ tương tiếp vào các màu hồng ở đây. Kéo ra ngoài bây giờ. Lần sau khi tô từ váy ra thì con cũng phải tô cho trở dọc như thế nhá, con đừng xoay ngang như kia nhá. Con nhìn thấy nó thành cái viền ngang không? Cây này sắp hết bực rồi sao vậy? Cây này con hay đỡ dùng đầu này hơn. Tại vì đầu này lâu lâu không đấy. Cho nên là nó hơi khô một tí. À thế không? Đôi lúc mà màu nó tắt thì mình chỉ cần bôi nhẹ nó ra là nó sẽ tự tô lại thôi. Ừ. Mẹ thấy cây này nó hơi khô khô, cảm giác nó tưởng nó sắp hết mùa. Đấy, con nhìn đâu, chỗ này nó bị này. Đúng không? Nick ơi, con phá tường ra à? Thế con đang làm gì đấy? Con đang phá cái tường à? Ôi chết, thế phá tường xong thì lấy tường đâu để mà thành cái nhà? Thế cất cái đấy đi, nha. Tại sao không? Này, thứ nhất là phá cái tường, thứ hai là lại phá cái máy sấy ra à? Đây gọi điện cho bố Quang về luôn nhá. Mang cái đấy ra đây cất đi nào. Lấy bỉm ra đây, mẹ đóng bỉm cho. Kéo tô chởm đấy, bên ngoài của ăn bỉm vào. Nick, gói có được không? Kìa, điện thoại ở đâu đang kêu kìa. Nick ơi, ô
bánh bao. Bánh bao ở đâu mà giờ này có bánh bao? Người ta đang giao điện thoại cũ hỏng, đồng nát sắt vụn mà. Xong chưa? Mình đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chung đến lại ở đây. À quên, mình chưa tốt cầm tay ở đây. Ra đi, con ra vệ sinh con đi, anh chạy đi. Không biết đây đi anh chạy mà nó còn phải bật đèn sưởi kìa. Ô không cần nhá, tại sao giữa trưa lại đánh răng? À không cần anh ạ. Anh ơi, anh đáy tè rồi, anh vào thôi anh ơi. Anh có muốn ăn đòn không anh ơi?
Tô cẩn thận, con tô vẫn đang tràn từ chỗ nào chỗ khác. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái chân với cái mặt không? Nhìn thấy không? Cậu thả đấy. Tô này phải mách thầy giáo. Đánh với chữ. Cuối cùng thì mình cũng tô xong. Và các bạn ơi, thì mình thấy là tại mình chưa quen tô nên là hơi lem một tí. Và mong là các bạn sẽ đăng ký kênh của mình. Tạm biệt các bạn.